Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây, chiếc Hyundai Accent phiên bản số lượng màu trắng, bản AT thường. Chiếc xe mang biển 98. Tại vì là hiện tại Hyundai Bắc Ninh mà em thì bán về Bắc Giang, bán Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi bán các tỉnh lân cận, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng. Đấy, bán tất cả các tỉnh lân cận, có khi bán cả vào trong miền Trung nữa cơ. Thì loanh quanh một chút thì em xin giới thiệu đến những quý anh chị chính sách giá của Accent. Thời điểm cuối tháng 11 2023, chiếc Hyundai Accent AT này bên em đang chào bán mức giá đó là 471 triệu đồng. Những cái màu xe sẵn giao bên em bao gồm màu trắng, màu đen và màu đỏ, giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh đâu đó rơi vào khoảng giá xe là 471 cộng tiền thuế, cộng tiền đăng ký đăng kiểm, phí đường bộ thì rơi vào khoảng 502 triệu đồng quý anh chị ạ, 501 đến 502. Giá lăn bánh trả góp thì cộng thêm tiền bảo hiểm khoảng 7 triệu nữa thì rơi vào khoảng là 508 đến 509 triệu. Chiếc xe thì anh chị mua sẽ được tặng một bộ phim cách nhiệt new sun của Mỹ, bảo hành 10 năm, rồi thì trải sàn da, bọc vô lăng, visa. Thì trên chiếc xe này thì anh chị hoàn toàn thấy phim cách nhiệt dán rất là đẹp, nhẵn nhụi và có một cái tính riêng tư rất tốt, bên ngoài không nhìn thấy vào bên trong ạ. Phiên bản đặc biệt thì bên em cũng có sẵn những cái màu như là màu trắng, đỏ, đen và màu những màu vàng cát, những cái màu phổ thông của em đều có sẵn. Giá của bản đặc biệt thì bên em đang bán mức giá là 508 triệu cộng với tiền thuế, cộng tiền đăng ký đăng kiểm, phí đường bộ thì rơi vào khoảng 540-541 triệu, lăn bánh tại thị trường tỉnh lẻ và tỉnh Bắc Ninh. Bảo hiểm thân vỏ của bản đặc biệt thì khoảng 7 triệu đến 7 triệu rưỡi. Thì cả bảo hiểm thì nó rơi vào khoảng 547-548 triệu. Quà tặng thì vẫn như là phiên bản AT thường. Bên em đang hỗ trợ cho khách hàng vay tối đa 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Cùng đi vào nội thất của phiên bản tiêu chuẩn này xem có những gì đặc biệt nha anh chị nhé. Như anh chị thấy thì đây là phiên bản tiêu chuẩn, nhưng mà khách hàng đã mua một bộ ghế da. Đấy, ghế da có logo Hyundai. Và một bộ ghế da này có cái họa tiết giống như phiên bản đặc biệt. Thì bộ ghế da bên em bán thì chỉ rơi khoảng 2 triệu 7 đến 3 triệu thôi. Đó, nội thất của xe thì là màu đen kết hợp màu kem. Đó, rất là thể thao và hòa nhã. Những công nghệ nổi bật của Accent thì anh chị có thể kể đến, có thể biết đến như là đèn nổ từ xa được trang bị cho phiên bản hai phiên bản tự động, cảm biến lùi và cảm biến đỗ xe là 4 cảm biến và có camera lùi tích hợp, ga tự động cruise control cho phiên bản đặc biệt, 6 túi khí cửa sổ trời cho phiên bản đặc biệt, la răng 16 inch cho phiên bản đặc biệt, bản tiêu chuẩn là la răng 15 inch, đèn LED định vị ban ngày và có đèn hỗ trợ vào cua, đèn check hỗ trợ vào cua cho tất cả các phiên bản, từ phiên bản MT đủ cho đến hai phiên bản tự động. Đó. Bản đặc biệt thì bên em sẽ có thêm hệ thống ga tự động cruise control kết hợp với điều hòa tự động cũng như là gương chiếu bên trong chống chói tự động. Thời điểm này là thời điểm phù hợp, theo em nó là thời điểm rất là phù hợp, khách hàng mua rất là nhiều xe. Thời điểm cuối tháng 11 là thời điểm chuẩn bị kết thúc chương trình giảm thuế. Và chương trình giảm thuế sẽ kết thúc vào thời điểm tháng 12, cho nên sang tháng 12 thì giá xe sẽ có chiều hướng tăng. Nên anh chị có thể cân đối để chốt xe tháng này, mình vừa có chiếc xe đi để tránh rét, vừa được giảm thuế và vừa có hỗ trợ chương trình tốt từ phía đại lý cũng như là sẵn xe giao. Em channel Hùng Xe Hơi xin cảm ơn quý anh chị, xin hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.